Con này nó đang ăn con gì nè mọi người? Em gấp lên đây. Ăn con gì dưới đây nè? Như ống móng tay hay gì á? Tay dưới đây nè. Nãy vừa lại thấy nó dít 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 cái gì á? Đây có ốc rồi nè. Nè có ốc rồi nè. Thôi. Gì? Nó kêu rồi. Đây đây. Ghê đó, rất hay ha. Gặp chung luôn đi. Thu nhiều ha. Đấy. Cái này mà gặp chung chắc cũng nhiều á. Mình bắt thua rồi, tụi nó. Mượn anh quay cái cây. Có gì. Cho nãy giờ có nhiêu đây vậy? Nãy giờ chờ luôn đi. Điện thoại ghẻ không. Mình mới thấy được mấy con cua vậy mọi người. Đang nó đổi cái nẻ đi nè. Thấy tự nhiên nó chạy. Thấy không? Tự chạy luôn thấy không? Có con cua dưới đây nè. Nó đổi cái này hay thật chứ. Nó đổi cái vỏ này không mà nó bò hay. Nhìn giống con cua hoàng đế nha mọi người. Cua hoàng đế luôn. Sữa gì vậy? Sữa này sữa biển. Cái này là bộ phận nội tạng của nó. Ngứa không ta? Đụng gì ngứa? Làm là chúng đâu câu nè. Phổi nó mất tiêu rồi. Chúng đâu câu vậy? Đâu câu đó. Ăn đi, ngứa thấy mẹ luôn á. Ngứa không? Không biết nữa. Đụng vô tay ngứa không? Đừng có đụng cái đó, ngồi đụng dưới đây thôi. Nè không biết hả? Dưới đây đâu ngứa. Câu với tại. Cắt ăn. Đúng mấy này. Thôi đây đây. Phải ngứa chạy. Ngứa giỡn hoài. Nè em đụng mà con này nó làm đứt ra luôn mà chịu ngứa. Siêu miệng chết rồi. Cục này cục gì nè? Ăn không? Đấy, nước cho miếng. Dạ. Mật á. Mật tổ á. Đây. Mật tổ á. Ốc bông bự ghê ta. Ốc bông nhưng mà cái của mình nó là ốc ngon nha mọi người. Đang đào nè. Vỏ bơi cái đầu gì cái vỏ là ốc bông cái ruột là ốc mượn hòn mọi người nó đúng nó to ốc mượn hòn cái càng bự ghê luôn á lần đầu tiên mới thấy này ghê chưa nhiều hơn chút xíu rồi. Ghê không? Nó bông siêu to khổng lồ nè. Ghê không? Mừng hòn gì? Không kích chết queo rồi thả đi. Không kích nhỏ xíu lấy chi nè. Nè bắt vậy? Ông cố bắt đây ông cố. Không biết rồi. Dần nó bắt con kích chút xíu nó bắt thay. Để thả nó đi. Cho nó về biển đi. Nhỏ đây con nó bự quá thả đi. Này bự quá thả nha. Để chặt thùng hết. Cái đâu có thả đi. Bơi mãi kỹ mãi thả để ngửa sao nó bơi ơi. Ừ. Em thả nó không bơi chứ bơi vừa bơi nghĩ đâu đi, mày khác đi. Ghẻ nó nái mà còn có ngu mà. Ghẻ chết rồi. Nghe cái cây gì nè. Lụm luôn. Đi sâu đồ á. Đọc xuống chắc. Bươi lỡ ra. Con gì lạ ha. Cái cây. Ê, thôi hết dính này. Con gì mọi người? Computer. Computer.
ốc vừa vô quá. Dựng ốc vừa vô nè, ốc vừa vô cho bá nè. Má hết rồi. Ốc vừa vô. Ốc vừa vô nè. Vô cho bá luôn. Lẹ 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 lẹ. Dứt lên, dứt lên. Được mà tin đấy. Dứt lên. Trời ơi, vô vô. Thôi được rồi, thôi đạp tiếp đi. Chết à. Lẹ lẹ, vô vô bán tiền không á, con này 500 á. Tiền công đó. Đó, 500 ngàn đó ông nội. Lại đứa con xịt. Tiền không đó, lẹ đi. Giật lên. Rồi vôi mà hơn kỳ giúp ta. Ốc rồi vôi. Này, yếu quá, lẹ đó, giật lên. Đang nằm sâu đó. Vôi. Nè, ốc rồi vôi cho bá lửa này nè. Rồi vôi, nén nén nén. Trời ơi, gãy rồi. Gãy rồi, chắc không rồi. Ta còn trả cầm này không cố. Chấp chấp chấp. Hỏi con. Nghĩ con tâm tích cho bá luôn. Đủ. Đủ. Ốc vừa vôi. Ghê vậy. Còn coi á hả? Còn bự lắm. Còn mực, mực. Mực. Mực không mực, không mực, không mực. Còn con bự mà. Con dần. Thôi út cái quần này đồ. Dần. Hãy đợi bắt được cái này nha mọi người. Tôm đây mọi người. Tôm này mọi người. Nửa ngón tay. Chụp luôn hả? Đây rút mấy con. Đây con tôm đang ngồi vô. Dạ má mắt dữ lắm. Tôm 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 tôm. Tôm này dân, tôm này dân. Chỗ này nè, chỗ này nè. Đè nó rồi. Bãi đá nha mọi người. Bãi đá này người ta hay đục hào ở đây. Mấy đứa kia thì nó đi trước mình đó. Lúng quá chừng lúng luôn. Như có dấu giò luôn. Tôm mấy con tép nhỏ rồi.